you know, that we still want to be in the presence of the Lord Most High. And after the word of the Lord, we are going to have the time of intercede. Và sau khi lời của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ có một cái thời gian để chúng ta cầu thay. So if you have any prayer need, can you just text on the Facebook? And we are going to have the Zoom and the video conference call very soon, so that you can also connect it to us and pray together. Và nếu ông bà anh chị em có những cái lời cầu nguyện nào gì đó, những lời làm chứng nào đó, thì ông bà anh chị em có thể gửi ở trên cái Facebook. Và trong 1-2 tuần nữa thì chúng tôi sẽ có những cái video conference. Cho nên quý vị có thể đi vô ở trong cái mạng đó và quý vị có thể cùng cầu nguyện và chúng tôi cũng có thể thấy quý vị nữa. Xin cầu nguyện đặc biệt cho những cái chương trình này. Chúng tôi cũng vẫn đang chuẩn bị. Rukhu tí xung chê mây chú sư chai nê bên nà nì khí chú sư nè kà phá toàn xin nì dầu xung tạo cao do chú ủng khí chí sư quay những tạo cao chai lèn sang cái xin chi này Rukhu sẵn dư bây tờ sơ hầu ủng khí chí mãi nè kà video conference nà nì khí chú sư chai Zoom lì mẹ hỗ trợ video conference nì khí con ủng dì chỉ lại treo liu ở dì chỉ lại tạo cao. Xin Chúa Ngài cũng chúc phước để rồi chúng ta có thể mua nguyên cả một cái hệ thống để chúng ta có thể làm cho nhiều anh chị em ta ở trên khắp thế giới 161 quốc gia họ sẽ tham dự với chúng ta. Dưới bài lưu sĩ của cha, ông đã sử dụng chiếc dưới bài lưu sĩ của cha khi ý chỉ công ý chỉ lại tạo cầu. We are now buying the system that we are live stream 161 countries. So we invite you to pray together and to donate. To support financially, prayerly, so that we can buy the system and you can have the Zoom, you can have the video conference call, and then we can pray together with 161 countries and the people from 161 city, country all over the world. We praise the Lord for that. So let us begin to listen to the word of the Lord. And then after that, we have the intercessory time. 让我们一起来听到神的话语，然后我们一起来继续代祷。 Chúng ta sẽ nghe lời của Chúa và sau đó chúng ta sẽ có cái thời gian mà chúng ta cầu thay cho anh chị em của mình. Okay, let us open together in book of Psalm chapter 147. So every night we cover one psalm. Okay, every night we cover one psalm. So I'm going to read in English and you can read in your languages. So I'm reading one verse one by one. Mà tôi sẽ đọc ở trong tiếng Anh và quý vị sẽ đọc trong cái ngôn ngữ của mình. Okay, are you ready? Psalm 147. Psalm 147. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. How good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him. Xin quý vị đọc. Hallelujah. Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta. Thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng danh Ngài. The Lord builds up Jerusalem and he gathered the exiles of Israel. Đức Giê-hô-va xây cất Jerusalem và Ngài tập hợp những người bị tán lạc của Israel. He heals the broken heart and bind up their wounds. Chữa lành cho những tâm hồn bị tan vỡ và băng bó vết thương của họ. So let us see at this moment that the Lord said that how good it is for you and I to praise the Lord. Are you ready to praise the Lord? Maybe when we are in a good mood, when we are happy, it's very easy for all of us to praise the Lord, right? But how about that when we are going through the tough time in our life? Is that easy? Is that easy for all of us to begin to praise the Lord? Not very easy. But we believe and we know that the Lord will tell us that the Lord is going to do the great things for all of us. And He is going to heal the brokenness and bind up all of our wounds. Yesterday that we've been talking about this psalm as well. So I'm just go a very quick psalm and here so that we remind of us of the great things that the Lord has done in our life. So yesterday we were talking about the two things about the we and the he. We're talking about the we. What we did for God is very small, but what did God did for us is very big, right? Tối hôm qua thì tôi cũng đã chia sẻ ở trong Thi Thiên đoạn 147, đúng không? 147 và chúng ta nói rằng đó là cái từ đó là chúng ta và Ngài. Và chúng ta biết rằng những điều mà Chúa làm chúng ta thì rất là nhiều, mà chúng ta làm cho Chúa rất là ít. Mà nhiều khi chúng ta nói là Chúa ơi con mệt quá, Chúa ơi con làm nhiều, Chúa ơi con dâng hiến nhiều. Nhưng thật sự những điều mà chúng ta làm cho Chúa nó chỉ là rất là ít. Và Chúa vẫn làm nhiều điều hơn trong mỗi đời sống của chúng ta. Ok, let's open together in Psalm 147 please. Ok, now let's open together in Psalm 146. Psalm 146.
Okay, are you ready to read the word of the Lord in Psalm 146 right now? The Bible said, praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Và lời của Chúa nói rằng, hỡi linh hồn ta, hallelujah, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời. Nếu con còn sống bao lâu, chọn con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu. Và đây một lần nữa, David lại nhắc nhở mỗi đời sống của quý vị ông bà anh chị em, đó là chúng ta hãy ca ngợi Chúa. David one again just want to remind you and I that we need to praise the Lord. Whether we are in a good mood, where we are up or down, up or down moment, we just continue to praise the Lord. Có thể là chúng ta có những buổi vui, những lúc buồn, nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục ngợi khen Chúa. Và David nói rằng nếu tôi còn sống được bao lâu thì tôi sẽ tiếp tục ngợi khen và ca hát cho Đức Chúa Trời. Và David said one thing that as long as I can still live, I will continue to sing and praise the Lord. Is that the desire of our heart right now? So make it as a habit for our life. Make it as a habit that we are going to praise the Lord wherever you are. Wherever we are, chúng ta sẽ làm một cái thói quen trong cuộc đời sống chúng ta, đó là chúng ta sẽ ca ngợi Chúa bất cứ chúng ta đi nơi nào. And that is the secret for our success, and that is the secret for the joy that we have, and that is the secret that you are going to see God power to be at work in our life. Và đó cũng là một trong những cái bí quyết làm cho đời sống của chúng ta được vui thỏa, được vui mừng, được tự do và được mặc lấy quyền năng của Chúa. In verse number 3, he said, do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. This is a very important verse right now. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. Chớ tin cậy vua chúa, cũng đừng tin cậy con người là nơi không có sự cứu rỗi. The Bible says that we do not trust in men because in them there is no salvation. In them there is no freedom. In men there is no transformation for our life. God said you and I need to trust in Him. Quý vị và tôi cần phải trông cậy nơi Ngài, bởi vì nếu chúng ta trông cậy nơi con người thì không có sự cứu rỗi, không có sự tha thứ tội lỗi, không có sự chữa lành và không có sự tự do đến cho mỗi đời sống của chúng ta. Bởi vì if you trust men, this is what happened. The Bible said, when their spirit depart, they return to the ground, so that very day their plans come to nothing. When you trust in men, when they die, when they change, when their position change, when they die, or when they get sickness, they cannot help us. Many times that we fall into the problems because many people promise us, and then we see nothing come to pass. Nhiều khi chúng ta đang trông đợi nơi con người, trông cậy nơi con người. Và chúng ta thấy khi chúng ta trông cậy nơi con người, và khi họ đã tắt hơi, hoặc là khi họ bận rộn, khi họ có những cái sự bệnh nào, hoặc là họ có những vấn đề nào đó, thì họ lại không thể giúp chúng ta nữa. Và chúng tôi cũng nghe một câu chuyện của một mục sư. Có rất là nhiều mục sư cũng nghe những lời hứa của những khác và bắt đầu mua những cái tòa nhà, mua những cái văn phòng cho hội thánh, mua những cái hội thánh. Nhưng mà sau đó những người hứa họ dân 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, sau đó họ biến đầu mất tiền và cuối cùng là phải đổ nợ. You see that there's also even the pastor many times we are just by faith and we always say trust in a certain man, certain people, and they promise they give us 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, after that they disappear and then we become bankrupt. So we have to trust in God in all of the things that you and I are doing because men are fragile. Bởi vì con người của chúng ta rất là mỏng manh. Man is going to die. Con người chúng ta sẽ chết. Man is going to change. Con người chúng ta sẽ có những sự thay đổi. But begin to trust in the Lord. Chúng ta hãy tiếp tục trông cậy nơi Chúa. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. Amen. That's a powerful statement. Chúng ta hãy coi một cái câu nói rất là đặc biệt ở trong này. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, đặt niềm hy vọng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. The Bible says that the blessings for those. What is that? There are two things here. You will be blessed when you have the help of God. Amen. When you have God's help, you are not going to be disappointed. Because our God will not die. Our God will never change. Our God will never be busy, so busy that He cannot hear us. Our God will not be on vacation that He will not hear us.
Khi chúng ta trông cậy nơi Chúa thì Chúa của chúng ta không bao giờ chết cả, và Chúa của chúng ta không bao giờ quá bận rộn để không nghe chúng ta, và Chúa của chúng ta cũng không bao giờ đi du lịch mà lại quên chúng ta nữa. Chúa của chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Ngài đã hứa thì Ngài sẽ tiếp tục làm những công việc lớn trong cuộc đời sống này. He has promised he's going to do that thing for our life. And this is the reason why we believe in the promises of God. And we begin to put our hope in him, and we need his help. And we begin to build up the church, we begin to build up the house of prayer, we begin to build up many, many other things. Đó là lý do tại sao chúng ta trông cậy nơi Chúa và chúng ta có sự tiếp trợ của Chúa, thì chúng ta thấy từng bước chúng ta mở ra những nhà cầu nguyện, chúng ta mở ra những hội thánh, chúng ta mở ra những chương trình truyền giáo, chúng ta sẽ mở nhiều chương trình lớn hơn nữa. Và một trong những chương trình đó là God, đó là những đại tướng của Đức Giê-hô-va. And one of the program that we are preparing right now is that God General Gathering. And the coming international is the outreach fair. Và kỳ kế tiếp nữa chúng ta sẽ tổ chức cái chương trình hội chợ truyền giáo quốc tế. Phục sinh. How is it possible for us to do so many things? Because we have God's help. Làm thế nào để chúng ta có thể làm nhiều điều như vậy? Là bởi vì chúng ta, quý vị và tôi, có sự tiếp trợ của Chúa và cái sự ban phước của Ngài. Amen. And then that he said that those who have the help and those who hope is in the Lord. Our hope is in the Lord. Amen. Cái sự trông cậy của chúng ta là ở trong Chúa chứ không phải ở trong con người. Cái sự trông cậy của chúng ta là ở trong Chúa chứ không phải ở trong cái boss của chúng ta, những người chủ của chúng ta. Cái sự trông cậy của chúng ta ở trong Chúa chứ không phải ở trong những cái con người nào đó, hoặc là ở trong những mối quan hệ nào đó, hoặc là ở trong những cái network nào đó. Our hope is in the Lord. Our hope is not in the network. Our hope is not in the company. Our hope is not in the money. Our hope is not in the promises of our boss. Because they change. They will change. The same people who said that you are very good, but the next day they said you are bad. Cùng một người đó, hôm qua họ nói anh rất là tốt, nhưng mà ngày hôm nay họ nói anh là xấu. Hôm qua họ nói anh là người của Đức Chúa Trời, nhưng hôm nay họ nói là anh đến từ ma quỷ. Yesterday they can say that you are the man of God, but today they can say that you are from the devil. And that is the word of man. And that's why God wants you and I to trust in the Lord. And when we trust in the Lord, we will not be shaken. Và khi quý vị và tôi trông cậy nơi Chúa, thì chúng ta sẽ không bị dao động. Hallelujah. Say hallelujah together. Và nói với người kế bên là you will not be shaken. Talk to your neighbor, say you will not be shaken. Nói là với người kế bên là bạn sẽ không bị dao động. Bạn sẽ không bao giờ bị dao động. Lý do tại sao? Why we, you and I, are not going to be shaken? Let's see in verse number 6. Very beautiful. Because he is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them, he remains faithful forever. Amen. Somebody say amen for that. Amen. The Bible said that he is the maker of heaven and earth and the sea and everything in them. And especially, not only he is the creator, he's also create the world. He creates you and I. But he said that he is also faithful in sustaining every one of us. That is powerful. Ngài nói như thế nào ở trong câu số 6 ở đoạn đây? Quý vị biết lý do tại sao mà chúng ta không bị dao động không? Bởi vì Ngài là đấng dựng nên trời và đất, biển và mọi vật ở trong đó, bao gồm chúng ta nữa. Ngài là đấng sáng tạo chúng ta, Ngài biết chúng ta như thế nào. Nhưng điều đó vẫn chưa hết. Không những Ngài đã sáng tạo quý vị và tôi, nhưng mà Ngài lại nói như thế này: Ngài giữ lòng thành tín cho đến đời đời. Hallelujah. Amen. Hãy nói với Chúa: Ngài giữ lòng thành tín cho đến đời đời. Hãy nói cái câu đó: Ngài giữ lòng thành tín cho đến đời đời. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu số 6. Let's read one again, verse number 6. 1, 2, 3. And then verse 7, Ngài thi hành công lý cho kẻ bị áp bức và ban bánh cho người đói. Verse 7 said he uphold the cause of the oppressors and give food to the hungry. The Lord set prisoner free. So there's so many promises of God, and if you put hope in the Lord, you put your trust in the Lord, you will not be shaken. So tonight, let's come to the Lord, and as we are going to pray, and we are going to listen to the word of the Lord. Let's continue to put our trust in the Lord right now. For so long, maybe, you have been put your trust, your hope in something else. You're putting your trust, your hope in the bank. You're putting trust and hope
and sum up the thing of this world, in your connection, in your relationship, and now sum up your colleague, and sum up your boss, or sum up your political networks that you have. Có nhiều khi chúng ta đặt sự, để sự trông đợi của chúng ta ở trong những cái mạng lưới của chính trị, những người bạn của chúng ta, những người đồng lao của chúng ta, những cái gia tài chúng ta có, hoặc là có thể đó là những cái ngân hàng mà chúng ta có, hoặc là những tài khoản mà chúng ta có. Nhưng mà hãy nhớ đến cái điều mà Chúa đã nói, chúng ta được phước. We are going to be blessed. We are going to be blessed because we put our trust in Him. He not only to sustain us, but He's also continue to carry out justice for every one of us. Ngài hứa với mỗi đời sống của quý vị và tôi buổi tối hôm nay, để chúng ta tóm tắt lại lời của Chúa tại nơi đây. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy đó là Ngài sẽ làm điều gì? Ngài sẽ gìn giữ, sustain chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ mỗi đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, Ngài sẽ thi hành công lý cho kẻ bị áp bức. Và ngày thứ ba, điều thứ ba đó là Ngài cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Amen. Amen. Ngài nói rằng và Ngài sẽ ban bánh cho người đói. Và thứ tư đó là Ngài sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những sự tù đầy. Những sự tù đầy ở trong tâm linh của chúng ta, những sự tù đầy ở trong sự nghiện ngập, những sự tù đầy ở trong chè, rượu, bia, những sự tù đầy ở trong những sự hút chất, những sự tù đầy trong sự giận dữ, những sự tù đầy ở trong sự hận hờn, giận hờn. Nhưng mà Ngài hứa với chúng ta đó là Ngài sẽ giải phóng người bị tù, và Ngài sẽ mở mắt người mù, hay nói cách khác đó là Ngài sẽ làm phép lạ, và Ngài sẽ ngăn đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta có muốn không ạ? Có muốn không ạ? So tonight, let us close as those who are trusting in the Lord. And these are the 7 or 10 things that the Lord is going to bless you. First of all, He is going to sustain you. You feel that you are being falling. You feel that you cannot stand. But God said, I'm going to sustain you. I'm going to sustain you. I'm going to lift you up. I'm going to begin to edify your life. I'm going to build you up. Hallelujah. Secondly, He said He's going to carry out justice for you. If you find that you are in a very bad situation, and you think that the judge cannot even help you, and you think that life is unfair to you, but remember that God is going to carry out justice for our life, for your life, and for my life. And thirdly, that we see that He's going to provide all our needs. The Bible said in verse number 7, He said that He is the Lord. He will give food to the hungry. He's going to provide. And then fourthly, He's going to set us free. What are the prisons that you have? What are the bondage that you and I are in right now? Alcohol, drug addiction, sex, whatever the thing that you find ourselves that we cannot overcome. Today, that God said that He's going to set us free. And fifthly, He's going to do miracles for our life. We need miracles. All of us need miracles. So just claim on the miracles of the Lord. And not only that, He's going to lift us up. Those who feel weary, those who feel burdened, God is going to lift you and I up. Because He loves every one of us. Because He loves you and I. Because He loves every individual. Because He loves every sinner. And that's why take heart and begin to rejoice in the Lord. And that's the meaning of Psalm 146. Let us read together. In verse number 10, as we are closing, number 9 and number 10, let's read together in number 9 and number 10. Và trong câu 19 và câu số 10, chúng ta cùng nhau khởi sự đọc ở trong câu 9 và câu số 10. The Bible said, Đức Chúa Trời bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi, người bó bùa. Nhưng Ngài làm quẹo con đường kẻ ác. Đức Chúa Trời bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi, người bó bùa. Đức Chúa Trời ngươi làm vua. So there's an encouragement for you again. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but He frustrated the ways of the wicked. The Lord reigns forever, your God, O Zion, for all generation. Praise the Lord. The Lord is going to reign, and He promised He's going to watch over the foreigner. He's going to sustain the fatherless. He's going to sustain the widow, and who frustrate the ways of the wicked. So be safe and be certain that God is going to do great things in our life. Và một lần nữa, mình xin Chúa Ngài bảo vệ mỗi đời sống chúng ta là những người khách lạ,
sẽ nâng đỡ mỗi chúng ta là những kẻ mồ côi và nâng đỡ cho chúng ta là những người bị gói buộc, và Ngài sẽ phá hỏng đường lối những kẻ ác, là những người đang bắt hại chúng ta, đang áp bức mọi đời sống của chúng ta. Let us come together and begin to pray right now and respond to the word of the Lord tonight. Chúng ta cũng đến với Chúa và ngay tại thời điểm này chúng ta sẽ đáp ứng với những sự dạy dỗ trong lời của Chúa trong buổi tối hôm nay. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để rồi chúng ta có thể hát lên những cái bài hát, và những bài hát đó có thể được động chạm, Chúa sẽ động chạm đến mỗi đời sống của chúng ta. Và hôm qua thì tôi có hướng dẫn cho anh chị em có một cái bài hát, đúng không? Chúng ta sẽ hát lại cái bài hát này. Yesterday I was teaching you a song that the Lord given me the opportunity to compose this song, and the song called The Present Help. So if for those, any one of you there, you have the prayer need, just go on and begin to text on the prayer need. Nếu ở trong vòng ông bà anh chị em có những cái nhu cầu nào đó muốn cầu nguyện, và ông bà anh chị em có thể text ở trong cái Facebook đó, và chúng tôi sẽ cùng nhau cầu nguyện cho quý vị. Và tôi sẽ muốn hát cùng với ông bà anh chị em cái bài hát mà hôm qua tôi đã giúp hướng dẫn cho anh chị em, và chúng ta sẽ cùng nhau ngợi khen Chúa. We are going to sing the song again, the song that I was teaching all of you yesterday, and may this song will continue to bless every one of us. Do you still remember the song? Let's come to the presence of the Lord and begin to pray first and respond to the word of the Lord. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và chúng ta bắt đầu đáp ứng vào sự kêu gọi của Chúa trong mỗi đời sống của mình. Hãy cảm tạ với lời của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Begin to pray right now and I ask that the word of the Lord will remind every one of us. We may, let us pray and begin to remind ourselves of the word of the Lord that we have learned this evening. And we begin to apply those words into our life. And may the Lord is going to sustain us, to bless us, to help us, and to give us encouragement in the name of Jesus. Chúng ta hãy hát một lần nữa. Lord, I sing to shelter in your presence. My heart yearns to dwell in your love. You're my present help in trouble time. Lord, you are my refuge and my strength. My heart long to seek in mighty hand. You my presence.
sin help in trouble time. Though the mountain fall into the heart of the sea, though the water roar and the mountain quake with searching, though the mountain fall into the heart of the sea, though the water roar and the mountain quake with searching, I will not fear, for the Lord my tower and strength, my present help in trouble time, my present help in trouble time. Pro the mountain fall into the heart of the sea, though the water roar and the mountain quake with searching, though the mountain fall into the heart of the sea, though the water roar and the mountain quake with searching, I will not fear, for the Lord my tower and strength, my present help in trouble time, my present help in trouble time, my present help in trouble time, my present help in trouble time. Hãy kêu cầu Chúa ngay tại thời phút này. Just say, Lord, help every one of us, Father, we need you. Father, we thank you for your word today. Lord, you said you love. You love us and will love us until the end. And we dedicate every one of us into your hand once again. And as we are going to intercede for the need of many of our brothers and sisters, Lord, we pray that you're going to hear our prayer right now. Chúa, ngày tại thời điểm này chúng con sẽ có những lời cầu thay cho anh em của chúng con. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ rồi tất cả những anh em của chúng con cũng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Và tất cả chúng con sẽ dâng những sự vinh hiển về Chúa. Chúng con sẽ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, ngài sẽ tiếp tục làm ơn cho cuộc đời của chúng con. Nếu anh chị em có những cái lời cầu nguyện nào, nếu anh chị em có những điều gì muốn chúng tôi cầu nguyện ở trong nhà cầu nguyện này, hãy hướng lòng với Chúa, hãy tách cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. If you have any prayer request, just come on. We will pray for you right now. Let's begin to pray for this house of prayer. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhà cầu nguyện này. So that we can see this is the place that the power of God be filled in this place. Chúng ta sẽ thấy đây là nơi mà quyền năng của Chúa ngài sẽ đầy dẫy ở tại nơi đây. This is the place that we see the anointing of God was so strong. Đây là nơi mà chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa, sự ân điển của Chúa rất là dày đặc ở tại nơi đây. Đây cũng là nơi mà chúng ta sẽ thấy nhiều linh hồn tội nhân sẽ trở về cùng với Chúa. This is also the place that we see that many people will come to know Jesus Christ. This is also the place that we see that many people receive healing power of the Lord Most High. Đây cũng là nơi mà chúng ta sẽ thấy được có nhiều người bị bệnh tật họ sẽ nhận được sự chữa lành của Chúa. Hallelujah, we love you, Lord.
worship you, Almighty God, Almighty. God, my God, my God, I come to you. Hãy giơ tay lên và chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa hướng về Ngài. Lift up our hand. You can sit down, you can kneel down, you can pray and begin to pray together right now. Ông anh chị muốn ngồi xuống, muốn đứng lên để giơ tay lên và cầu nguyện. Hãy tự do trong sự hiện diện của Chúa and begin to pray, pray right now. Hallelujah, hallelujah. Oh my Lord, we worship you, we love you, Almighty God. Mighty God, we seek your face. Anointing of the Lord right now. Sing the anointing, the presence of the Lord right now. Chúng ta hãy trong đời sự nhiên của Thánh Linh của Chúa. Chúng ta hãy trong đời quyền năng của Ngài ngay tại chừng này. Your power, Lord, is all I need. The power, Lord, we are singing you. Đến ở trong sự hiệp nhất với nhau. Những cái vấn đề gì đó đây là
thầy anh chị em, ông bà anh chị em có thể đến với Chúa và cầu thầy cho hội thánh của mình. This is the time that we are going to intercede. Just come on and begin to pray and begin to seek, intercede for all the need of the church of our nation. Chúng ta là những người Việt nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện cho Trung Quốc, cầu nguyện cho các quốc gia nữa. You Lord in on the earth, matches love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you the cup that one run dry. Your presence is heaven to you. Your presence is heaven to you.
time. Who is like you, Lord, in on the earth? Matchless and beauty, endless world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Say your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Say, all my days are not far away. Moment that I see you face to face, nothing in this world will satisfy. Jesus, you the cup that won't run dry. Your presence is heaven to you. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Just say your presence is heaven to me. Say your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your own presence, we worship you. Your presence is heaven to me. One more time, your presence is heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Chúa, chúng con đến với Chúa ngay tại thời điểm hôm nay. Và chúng con cầu nguyện cho đất nước của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho đồng bào của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho biết bao nhiêu linh hồn đang bị hư mất. Và chúng con đến với Chúa và chúng con hạ mình ăn năn trước mặt Ngài. Để xin Chúa Ngài tiếp tục thương xót dân sự của Ngài, thương xót con cái của Ngài và thương xót đồng bào dân tộc của chúng con. Oh Lord, at this moment we come into your presence and we begin to pray for our people, on behalf of our people and our nation. Lord, we pray that you have mercy upon our people. You have mercy upon our nation. You have mercy upon every minority.
Lord, may your grace continue to be spread. May your grace continue to be touching the life of the million people so that they will come to know Jesus. Chúa, chúng con đặt để hàng triệu linh hồn tội nhân ở trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin sự thương xót của Chúa Ngài đến để đồng chạm trên mỗi đời sống của họ. Oh Lord, we know that our many times that our people are hard and stiff necked people. Chúa, chúng con biết rằng dân của chúng con là những kẻ cứng lòng. And even your children and even your servants are also stiff necked many times. Father, we pray that you are going to change our heart. And many times, Chúa, Lord, we don't want to change. We don't want to go out of our comfort zone. Father, we pray that right now you begin to do something so that you can move us out of our comfort zone. And we begin to trust in you and begin to do the things that you want us to do so that we can see that our people will come to know Jesus. Chúa, ngay cả những tôi tớ của Chúa, con cái của Ngài, thật là cứng lòng nữa và họ cũng bận rộn cho những công việc hàng ngày. Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cho họ ra khỏi cái chỗ nơi chăn nệm ấm đó, cho họ ra khỏi những cái chỗ mà gọi là comfort đó, gọi là cảm thấy rất là thoải mái đó, để họ bắt đầu trông cậy đời Chúa và họ có một tấm lòng cho dân tộc của chúng con, họ có một tấm lòng cho những con người đang bị hư mất. Oh, may you continue to open our heart so that we can have a heart, a desire for the lost, for our people. Father, we come to your presence right now, and we dedicate all of us into your hand. And for the 3 months revival night, Lord, we know it's tough, we know it's not easy, but we know one thing, that with you, everything is possible. Chúa, chúng con đang ở trong kỳ thời gian cầu nguyện 3 tháng cầu nguyện cho sự phong thần. Và chúng con biết rằng điều này cũng rất là khó khăn, nhưng mà chúng con trông cậy nơi Chúa và chúng con tin rằng Ngài sẽ ban chúng con sức mới và Ngài sẽ đem nhiều người đến đã cùng nhau hầu việc Chúa và những người có cùng một khải tượng, có cùng một tấm lòng để cầu nguyện cho đồng bào dân tộc, để cầu nguyện cho sự phong thần. Father, we pray that you will bring the talent, we bring the people to come and partner together with us. Those who have the heart to pray for the revival and for the lost, that they will come to this place, that we can serve God together, we can worship God together, and we believe God for the great coming revival. Chúa, chúng con lạy mến Chúa, chúng con tạo con. Chúa, chúng con lạy bảo, chúng con rên miệng chịu sự chiều chân của sổ chung. Chúa, chúng con khờ lén, chúng con rên miệng, chúng con ân huy, rên ta ân tệ lại chúng mô, lại chúng mà, lại bao lưu chú lại, chịu sự chú phú của mình ta rên. Hallelujah, 我们感谢赞美你主啊, 有这么多的手术命主, 有这么多的灵魂还没信主耶稣, 我们来你的面前奉主耶稣的命主, 主啊你帮助他们, 主啊你帮助他们, 主啊你也就是改变, 你的孩子们, 你改变, 就是你的仆人, 让我们一起来合一, 让我们有一个爱灵魂的心, 让我们有一个火热, 让我们一起来传福音主啊, 我们感谢赞美你, Lord, we dedicate every one of us into your hand once again. And we pray for every one of us who are seeking the miracles, who are asking for the freedom, who are praying for the transformation. Chúa, chúng con cầu nguyện cho những anh chị em con là những người đang tìm kiếm, chúng con đang trông đợi phép lạ của Chúa, đang trông đợi sự thăm viếng của Ngài, đang trông đợi sức mới của Ngài. Xin chúng con đạt làm những cái công việc kỳ diệu trên cuộc đời của họ. Chúa, chúng con quay cho sự tin sung cho mày tạo cầu. Nàng ơi, chúa sự cản chưa đoạn ruột, thăm ơn giao tầng hậu, nị ta chỉ mèo, thăm ơn tầng hậu, nị ta chu phú, thăm ơn tầng hậu, nị ta sư phạm, thăm ơn tầng hậu, nị ta cải đèn. Chúa, nị lái ban chu thăm ơn. Father, we dedicate all of us into your hands once again. And we pray that you're going to bless us as we're going to depart from this place. And we come here safely. We go back home safely. Chúa, ta muốn khỏe che ta số lưu sang, muốn lái cho chị lưu an toàn đi về, ta muốn khỏe che chị sẽ bình an an. Xin Chúa chúc phúc cho mỗi đời sống của chúng con đến đây được mọi sự bình an, và chúng con trở về nhà chúng con cũng được mọi sự bình an. Chúng con dâng mọi sự bình hiển thuộc về Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay ăn được ngon. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, sống cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, vì tin lý, thuộc về Cha, từ đời vô cùng. Amen.